Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống Vùng Cao. Vâng, ở trong clip ngày hôm nay tôi tiếp tục gửi đến tất cả các bạn, những người yêu quý cây thuốc, cây cỏ Việt Nam, một số những cái bài thuốc sử dụng từ cây ổi này các bạn này. Đây, nói đến ổi thì chắc hẳn đây là một cái loài cây nó rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta luôn nhỉ. Đấy, mùa này thì không có ổi rồi. Đấy, ở trên tôi là mùa này là hết ổi. Còn những cái mùa khác thì những cái cây ổi như này, bé tí như này đã ra hoa kết trái. Và những cái cây ổi như này nó rất là ngon. Đây là cây ổi rừng nhé các bạn nhé. Đây, không phải là ai trồng cả. Đây là cây ổi rừng này các bạn này. Thì đến đây tôi muốn giới thiệu, gửi đến tất cả các bạn một số những cái bài thuốc, một số những cái thông tin về cái cây ổi. Đấy. Cây này thì các bạn, tôi thấy là hầu hết là chúng ta đều biết và đã từng ăn cái quả ổi rồi đúng không ạ? Đấy thì cây này có rất là nhiều những cái công dụng trong cái việc làm thuốc chữa bệnh nhé các bạn nhé. Đấy, ví dụ như là những cái trường hợp mà bị viêm dạ dày này, ruột cấp và mãn tính ấy, thì chúng ta cũng có thể dùng cây ổi này làm thuốc. Cái thứ nhất là chúng ta có thể dùng cái lá ổi non này các bạn này. Đấy, các bạn dùng những cái lá ổi non non như này. Đây, để tôi đấy. Đấy, bây giờ thì mới rõ. Đây, các bạn dùng lá ổi non này sấy khô tán bột, uống mỗi lần khoảng 6g nhé các bạn. Thì mỗi ngày uống 2 lần. Các bạn uống trong khoảng một thời gian dài thì nó sẽ có thể làm cho các bạn những cái trường hợp mà viêm dạ dày này, ruột cấp và mãn tính thì nó sẽ khỏi. Đấy. Cách thứ hai chúng ta sử dụng cây ổi này để mà chữa cái viêm dạ dày, ruột cấp và mãn tính ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái một nắm lá ổi này. Đây, cả già cả non, kết hợp với lại gừng tươi từ 6 đến 9 gram và là một ít muối ăn. Chúng ta trộn đều vào và vò nát tất cả, rồi xào lại cho nó chín rồi sắc uống. Đấy, đấy là cái cách thứ hai chúng ta sử dụng cây ổi này làm thuốc điều trị cái viêm dạ dày, ruột cấp và mãn tính ấy. Đấy. Và cái trường hợp thứ hai, những cái trường hợp bị cửu lỵ ấy, thì chúng ta lấy cái lá ổi này sắc uống. Đấy, lấy xá ổi này sắc uống, lấy khoảng từ 30 đến 60 kg lá. Lấy từ 30 đến 60 gram cái lá ổi tươi này chúng ta sắc uống, nó cũng có thể chữa trị việc cửu lỵ. Đấy. Cái thứ ba nữa, cái cây này này, cây ổi này thì nó còn có thể trị được những cái chứng mà trẻ em tiêu hóa không tốt đấy, thì các bạn lấy cái 30 gram lá ổi này với lại hồng trà và gạo tẻ sao thơm. Đấy, gạo tẻ sao thơm sắc với 1000ml nước và cô lại còn khoảng một nửa, tức là còn khoảng 500ml, thì cho thêm một ít đường trắng nhé các bạn nhé. Cho thêm một ít đường trắng vào. Đấy, rồi và cộng thêm một ít muối nữa. Chúng ta trộn đều lên và uống. Nó sẽ rất là tuyệt vời. Và mỗi ngày chúng ta uống từ khoảng 250ml đến khoảng 500ml. Đấy, uống vài lần trong một ngày thì nó có thể là điều trị cái chứng tiêu hóa không tốt ở trẻ em. Đấy, trẻ em thì hay tiêu hóa kém. Và một cái nữa, những cái trường hợp mà bị ỉa trải nhé các bạn nhé. Đấy, bị ỉa trải thì chúng ta cũng dùng cái lá ổi này rất là tốt. Kinh nghiệm dân gian ở trên tôi, các bạn chỉ cần khoảng khi mà bị ỉa chảy ấy, nó không dứt, thì các bạn chỉ cần lấy cái lá non này này. Lấy lá non, lấy từ khoảng 5 đến 7 lá. Lấy lá non các bạn nhai, xong các bạn nuốt cái nước cốt của nó. Xong đảm bảo với các bạn là các bạn dùng từ 2 lần. Đấy, có những trường hợp mà nó hấp thụ tốt, chỉ cần một lần là dứt hẳn cái tình trạng ỉa chảy luôn. Đấy là kinh nghiệm ở trên tôi hay dùng như thế. Đấy, còn cái nữa, những cái trường hợp mà bị thổ tả ấy,
bị thổ tả thì chúng ta dùng cái lá ổi này cộng với lá sim này với lá vối. Đấy, những cái lượng để những cái lượng bằng nhau thì chúng ta sắc hoặc là hắm với nước sôi để uống thì nó cũng rất là tốt. Đấy. Còn nữa những cái trường hợp mà bị băng huyết ấy thì chúng ta lấy cái quả ổi khô sao cháy và tán bột mỗi ngày chúng ta uống khoảng 2 lần, mỗi lần 9 g với nước ấm thì nó có thể là hiệu quả. Đấy, băng huyết nó sẽ dừng. Đấy, ngoài ra thì nó còn có thể điều trị những cái trường hợp như là bị bệnh tiểu đường này và đặc biệt là đau răng nhé. Những cái trường hợp mà đau răng thì chúng ta cũng dùng cái cây này này, chúng ta cũng dùng lá hoặc là cái rễ này này các bạn. Dùng rễ ổi này hoặc là dùng vỏ này. Dùng vỏ cây ấy, vỏ cây ổi ấy, nói chung là dùng rễ này, vỏ này, lá này đều rất là tốt. Chúng ta sắc với cái giấm chua rồi ngậm nhiều lần trong một ngày thì chúng ta khoảng 2-3 ngày thì cái bệnh đau răng nó sẽ chấm dứt nhé các bạn nhé. Đấy, cái tình trạng đau răng nhé, nó sẽ chấm dứt. Đấy là những cái mà tôi muốn nói đến. Ngoài ra nó còn có rất là nhiều những công dụng nữa. Ví dụ như là mụn nhọn. Đấy, khi mà mụn nhọn mới phát ấy, thì chúng ta dùng cái lá ổi non này và lá đào nhé các bạn nhé. Hôm trước tôi đã giới thiệu cho các bạn là một cái video về cái cây đào đấy. Đấy, các bạn lấy cái lá ổi cộng với lá đào này, lượng vừa đủ thôi, rửa sạch và dán nắp đắp lên cái vùng mà bị mụn nhọn. Khi mà mụn nhọn mới phát ấy thì nó sẽ cho hiệu quả rất là rõ rệt sau một vài lần sử dụng. Đấy. Và một cái nữa tôi muốn các bạn lưu ý khi mà sử dụng cái cây này thì những cái trường hợp mà bị táo bón ấy thì chúng ta không nên dùng cái này. Đấy. Bị táo bón thì chúng ta không nên dùng nhé các bạn nhé. Tại vì là đây là bị ỉa chải, những cái trường hợp mà bị ỉa chải thì chúng ta mới dùng cái cây này. Cho nên là những cái trường hợp mà bị táo bón thì chúng ta không dùng cái này, chúng ta tránh cái này đi. Đấy là một số những cái thông tin về cái cây ổi này. Đấy, có thể là tôi nói nó sẽ vướng mắc một tí và tôi nói thì chắc chắn nó sẽ còn thiếu rất là nhiều về những công dụng của những cái cây thuốc này và đặc biệt là công dụng của cây ổi này. Thì nếu mà các bạn có cô bác nào anh chị nào thấy được cái clip này và xem qua clip này, nếu mà những cái chỗ nào tôi nói còn thiếu sót thì rất mong tất cả các anh chị biết đến cái cây ổi này, biết đến công dụng của cây ổi này, vui lòng đóng góp ý kiến bổ sung cho tôi để cho tôi làm những cái clip nó được hoàn thiện hơn. Đấy, và mong sao tất cả mọi người đều ủng hộ những cái clip của tôi về những cái bài thuốc dân gian. Đấy, ở trong những cái bài thuốc dân gian của chúng tôi thì tôi hay sử dụng cái kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương tôi hay dùng kết hợp với lại một số những cái thông tin ở trong sách tôi tổng hợp lại và tôi đưa lên đây cho tất cả mọi người chúng ta đều được biết đến những cái cây thuốc này. Đấy, với bản tính tôi là một người dân tộc cho nên là có thể trong quá trình thuyết trình tôi nói nó không được lưu loát. Nói thì tôi nói không có kịch bản sẵn cho nên là có thể nó vấp phải cái chỗ này chỗ kia. Đấy, đôi lúc là cũng khá là bí từ. Đấy, nhiều lúc mình muốn tả nó thật là chân chu nhưng mà mình không tả được, không thể tìm được những cái từ thích hợp để tả về nhiều cái vướng mắc. Cho nên là mong tất cả các anh chị và các bạn khi mà xem những cái clip của tôi ấy, thì vui lòng ủng hộ tôi và để lại một số những cái bình luận góp ý để cho kênh Cuộc Sống Vùng Cao cũng như là để cho bản thân tôi và mọi người, những ai yêu mến cây thuốc Việt Nam đều được bổ sung những cái kiến thức. Đấy, chắc chắn là những cái kiến thức mình có thì nó sẽ không đủ. Đấy, mong sao là những cái khu vực này của tôi có thể là tôi dùng cây này dùng để làm cây thuốc này nhưng mà khu vực của các bạn lại dùng cái cây này để chữa những cái bệnh khác chẳng hạn thì ở đấy nó là một cái chuyện rất là bình thường. Cho nên là thiếu sót nó sẽ không tránh khỏi. Nên là mong sao tất cả mọi người ủng hộ bằng những cái ý kiến để bình luận phía dưới. Đấy, đấy là những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến các bạn về cái tác dụng của cây ổi này. Đấy, nếu mà các bạn thấy cái clip này ý nghĩa thì đừng quên nhấn nút like và
chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem, và đồng thời là nhấn nút đăng ký để ủng hộ tôi, để tôi hoàn thiện hơn những cái clip sau. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.